Xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 2 tháng 10 năm 2020 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 16 tháng 8 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Mậu Dần, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý, và hôm nay là ngày Hoàng Đạo. Các giờ Hoàng Đạo trong ngày như là giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Về ngũ hành niên mệnh, thành đầu thổ, ngày Mậu Dần, tức chi khắc với can, có nghĩa là mộc khắc với thổ, và hôm nay là ngày hung các bạn nhé. Về nạp âm, thành đầu thổ, kỵ tuổi, nhâm dần, giáp thân, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi, bính ngọ, nhâm tuất, thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày dần, lục hợp với hợi, tam hợp với ngọ và tuất, thành hỏa cục, xung với thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, gồm có tuổi xung trong ngày, tuổi canh thân, giáp thân, tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ mão, đinh mão, tân mùi và tân sửu. Các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như là sao Thiên Đức, tốt mọi việc, sao Giải Thần, Đại Cát, tốt về việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu, sao Thanh Long, Hoàng Đạo, tốt mọi việc, sao Thiên Thủy, tốt mọi việc. Các sao xấu trong ngày cũng có sao Kiết Sát, kỵ xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng nhà cửa, sao Hoàng Sa, xấu đối với xuất hành các bạn nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng chính bắc. Và tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 2 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày 2 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý, bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn khi bắt tay vào bất kỳ cái công việc gì trong ngày nhé. Và bạn tuổi Tý, bạn là người thông minh và nhạy biến, vì thế mà bạn nhận được cái sự tin tưởng của tất cả mọi người, và bạn hãy tự tin để thể hiện cái điểm mạnh của mình nữa bạn tuổi Tý nhé. Tuy nhiên, trong cái ngày này đối với bạn tuổi Tý, bạn mệnh nên dành cho mình cái khoảng thời gian để thư giãn và không nên nghĩ quá nhiều cho sự nghiệp. Đầu óc cần được nghỉ ngơi đúng lúc thì mới có thể linh hoạt, hoạt động được trơn tru hơn bạn tuổi Tý nhé. Ngày này với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Cái điều này làm cho cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Tý và người nhà rất chi là hài hòa và bình yên nữa đó. Và bạn tuổi Tý nếu như có gặp cái khó khăn hoặc là bế tắc gì thì bạn mệnh có thể tâm sự thẳng thắn với cái nửa kia của mình, tin tưởng rằng hai người đồng lòng sẽ giải quyết được mọi việc nữa đó bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim gặp nhiều may mắn, tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy được tin tưởng, tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa bạn nên thư giãn, tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ thẳng thắn với nửa kia, tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc bạn cần tự tin hơn nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5,
giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Sửu thứ 6 ngày mùng 2 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là trong ngày này bạn đang gặp được chính tài chiếu mệnh, hứa hẹn cho bạn tuổi Sửu có một tương lai sáng lạn nếu như bạn vẫn tiếp tục giữ được cái tinh thần làm việc chăm chỉ chắc chắn như bây giờ bạn tuổi Sửu nhé. Và bạn tuổi Sửu, bạn là người có tài, vì thế bạn hãy đưa ra những cái mục tiêu tham vọng hơn từ bây giờ đi bạn tuổi Sửu nhé. Còn những ai luôn nỗ lực không ngừng trong công việc thì trong ngày này sẽ nhận được cái sự đền đáp xứng đáng cho bạn, và tương lai bản mệnh có thể được cất nhắc lên cái vị trí thích hợp với cái năng lực của mình hơn, hoặc là nhận được một cái khoản tiền thưởng kha khá cho mình nữa rồi đó bạn tuổi Sửu nhé. Tuy nhiên á, trong cái ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ, cho nên bản mệnh tuổi Sửu có thể phải chịu đựng cái sự ganh ghét của một số kẻ ngồi không nhưng lại muốn hưởng cái thành quả đó. Và bạn tuổi Sửu, bạn đừng nên phiền lòng và sao nhã vì những cái kẻ như vậy. Bạn hãy bỏ ngoài tai những cái lời bịa đặt bạn tuổi Sửu nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Sửu, nếu như bạn xuất hành đi xa thì nên chọn những cái hướng tốt, hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính bắc để tăng thêm cái vận may cho mình. Ngày này xuất hành thì nhiều may mắn, có được tin vui đến, gặp gỡ lãnh đạo, quan chức, đối tác thì được thuận lợi, mọi việc êm xuôi, không cần phải lo lắng quá nhiều bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, làm việc chăm chỉ. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, có nhiều tài năng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, bị ganh ghét. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, nhận được tiền thưởng. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, được cất nhắc nửa đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 9, số 1, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ 6 ngày mùng 2 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần, bạn đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi Dần, bạn phải trải qua một ngày không được mấy may mắn với mình cho lắm nhé. Và bạn tuổi Dần, bản mệnh có thể gặp phải những cái tình huống chia bè kết phái, tranh quyền đoạt lợi ở nơi công sở ngày hôm nay. Và tốt nhất với bạn tuổi Dần là bạn nên giữ cái vị trí là người ngoài cuộc bạn tuổi Dần nhé. Và trong ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Dần, bạn cũng không nên ham những cái lợi ích trước mắt và cũng đừng mong mình không tốn công sức mà lại được hưởng cái thành quả lao động của người khác. Bạn tuổi Dần, bạn hãy lao động một cách chân chính rồi bạn sẽ được nếm trải cái quả ngọt do chính bàn tay mình trồng trọt nên bạn tuổi Dần nhé. Và xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Dần, ngày này rất thích hợp để cho bạn khởi công, xây dựng nhưng lại không thích hợp để cho bạn di chuyển, khai trương, xuất hành. Vì vậy, tốt nhất là bạn mệnh nên lùi những cái công việc này lại để đến một ngày thích hợp khác hãy tiến hành bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, đồng nghiệp tranh giành. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa nên đứng ngoài cuộc. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ không nên tham lam. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc chăm chỉ làm việc. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim không nên đi xa đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao,
Con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu trắng. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão thứ 6 ngày mùng 2 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão, bạn đang được có cái sự trợ giúp của tam hội, cho nên mọi công việc với bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay đều tiến triển rất chi là thuận lợi. Và bạn mệnh tuổi Mão, nếu như bạn đang ấp ủ những cái kế hoạch gì thì nên thực hiện ngay trong ngày hôm nay, không nên chần chừ do dự lại để lỡ mất cái cơ hội tốt này bạn tuổi Mão nhá. Và bạn tuổi Mão á, bạn mệnh còn có thể gặp gỡ được quý nhân vào ngày hôm nay. Quý nhân có thể chính là người rất thân thuộc với bạn, hướng phát triển mà quý nhân chỉ ra là rất hữu ích cho bạn trong tương lai đó bạn tuổi Mão nhá. Ngày này với bạn tuổi Mão, bạn lại đang gặp ngày có mộc vượng, cái điều này làm cho bản mệnh tuổi Mão cũng cần phải chú ý đến cái tình hình sức khỏe của bản thân mình, đặc biệt là đối với những người cao tuổi, những người đang mắc bệnh như là xương cốt, đau đầu, mất ngủ, càng cần phải chú ý. Nếu như tình trạng nghiêm trọng thì nên đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy thực hiện kế hoạch, tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa không nên do dự, tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ gặp gỡ quý nhân, tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc chú ý sức khỏe, tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim có hướng phát triển nội. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đen, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ 6 ngày mùng 2 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn, bạn đang gặp ngày mộc khắc với thổ, cho nên cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Thìn trong ngày hôm nay không được mấy thuận lợi nhé. Và bạn tuổi Thìn, bạn có thể đang có cái sự cãi cọ, tranh chấp với nửa kia của mình. Cái nguyên nhân ở đây có thể là do những cái bất đồng chưa thể được dung hòa giữa hai người. Bạn mệnh tuổi Thìn trong ngày thứ 6 này, bạn cũng nên phải bình tĩnh lại để suy nghĩ cẩn thận và đặt vào cái vị trí của người ấy. Bạn hãy kiềm chế cái bản tính nóng nảy của mình lại, nếu không bạn rất dễ nói ra những cái lời gây tổn thương nửa kia, khiến cho cái chuyện tình cảm giữa hai người đang đứng trên bờ rạn nứt đó bạn tuổi Thìn nhá. Còn về cái phương diện tài lộc của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ 6 này, bạn lại đang gặp được thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu cho bạn mệnh tuổi Thìn đang có được điểm sáng trong cái vận trình tài lộc của mình nhá. Bạn tuổi Thìn, bạn có thể tìm được những cái mối đầu tư thích hợp và phát tài nhanh chóng trong ngày hôm nay nữa rồi. Tuy nhiên bạn mệnh tuổi Thìn, bạn cũng cần phải chú ý và xác định được cái điểm dừng cho bản thân mình, không nên quá tham lam bạn tuổi Thìn nhé. Ngày này với bạn tuổi Thìn, cái việc xuất hành đi xa cũng được thuận lợi và bạn cũng cần phải xuất hành theo những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính bắc để tăng thêm cái vận may cho mình. Xuất hành thì gặp nhiều may mắn, có nhiều niềm vui đến, gặp gỡ lãnh đạo, quan chức, đối tác thì được thuận lợi hơn người bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa cải quả với nửa kia, tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ không nên nóng nảy, tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc chú ý ăn nói, tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim cơ hội phát tài.
Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, xác định điểm dừng đoạn. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường: màu nâu, màu xám. Quý nhân phù trợ: tuổi Tý, tuổi Dần, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ 6 ngày mùng 2 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này, bạn đang gặp ngày có ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Cho nên với bạn tuổi Tỵ, bạn cần phải sẵn sàng để đối mặt với đủ cái loại thị phi ở nơi công sở trong ngày hôm nay nhé. Và bạn tuổi Tỵ, nếu đó là những cái lời nói đặt điều không đúng về bạn thì bạn không nên để nó ở trong lòng, lại sinh ra cái sự ức chế khó chịu cho mình đó. Trong ngày này đối với bạn tuổi Tỵ, nếu như có gặp cái sự mâu thuẫn nào với đồng nghiệp thì bạn hãy chú ý cái cách ứng xử của bản thân mình. Có thể bạn tính nóng nảy và không biết kiêng nể ai của bạn. Cái điều này sẽ gây thù chuốc oán với mọi người đó bạn tuổi Tỵ nhé. Và bạn tuổi Tỵ, bạn cũng cần phải giữ được cái đầu óc của mình sao cho thật tỉnh táo và cư xử hài hòa với tất cả mọi người xung quanh mình nữa bạn tuổi Tỵ nhé. Trong ngày này, bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng. Cái điều này làm cho cái vận trình của bạn có được cái sự may mắn trong cái chuyện tình cảm. Cái mối quan hệ gia đình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này cũng rất chi là hài hòa. Nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe những cái tâm sự của bạn. Và bạn tuổi Tỵ, bạn hãy nói chuyện và thảo luận với người ấy để tìm ra cái cách giải quyết sao cho hợp tình, hợp lý, mọi chuyện được tốt đẹp, êm xuôi bạn tuổi Tỵ nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, gặp chuyện thị phi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, chú ý ứng xử. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, xích mích với người khác. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, tâm sự với nửa kia. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, bạn cần phải giữ được cái sự tỉnh táo đó. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường: màu tím, màu hồng. Quý nhân phù trợ: tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ 6 ngày mùng 2 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất. Cho nên với bạn tuổi Ngọ trong cái ngày Dần này, bạn rất chi là nhiệt tình và hăng hái trong công việc bạn tuổi Ngọ nhé. Và bạn tuổi Ngọ, bạn mệnh sẵn sàng bắt tay vào bất kỳ cái công việc nào, thực hiện bất kỳ nó, cũng như là sẵn sàng giúp đỡ mọi người mọi khi thấy người ta đang gặp khó khăn nữa. Tuy nhiên, dường như bạn tuổi Ngọ, bạn có phần hơi nóng vội quá mức, và bạn tuổi Ngọ, bạn cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng mọi mặt trước khi bắt tay vào bất kỳ cái công việc gì trong ngày nhé. Bạn tuổi Ngọ, bạn cần phải đặc biệt và không nên dễ dàng từ bỏ ngay khi vừa gặp khó khăn trong cái công việc của mình đó. Như vậy thì bạn sẽ chẳng thể phát triển nhanh chóng về cái tương lai sự nghiệp của mình được đâu đó bạn tuổi Ngọ nhé. Trong ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Ngọ, bạn lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Cái điều này đối với những bạn đang còn độc thân thì có được cái nhân duyên rất chi là tốt với người khác giới. Nếu như bạn tuổi Ngọ, bạn có được cái sự chủ động và mở rộng lòng mình hơn thì bạn mệnh sẽ có được cái cơ hội gặp được người phù hợp với mình. Và bạn tuổi Ngọ, bạn cũng cần phải sẵn sàng cho một cái cuộc sống hạnh phúc, hôn nhân, gia đình đi là vừa bạn tuổi Ngọ nhé.
Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc Kim, nhiệt tình, hăng hái. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc Thủy, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc Hỏa, bạn nên kiên trì hơn. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc Thổ, nhân duyên tốt lành. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc Mộc, gặp được người như ý đó. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tỵ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ 6 ngày mùng 2 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này, bạn đang gặp ngày có mộc khắc với thổ, cho nên với bạn tuổi Mùi, bạn dễ gặp phải đào hoa dự trong ngày hôm nay nhé. Và bạn tuổi Mùi, bạn cần phải chú ý đến những cái đối tượng khác giới và đang có cái ý định tiếp cận với mình. Có thể những người đó tiếp cận với bạn đang có cái ý đồ không lành mạnh đó bạn tuổi Mùi nhé. Trong ngày thứ 6 này, nếu như bạn đã lập gia đình rồi thì bạn tuổi Mùi cũng cần phải giữ gìn cái khoảng cách với những người khác giới, nếu không muốn để những cái chuyện này gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Và bạn tuổi Mùi, bạn hãy luôn nghĩ về gia đình mình khi làm bất kỳ cái việc gì bạn tuổi Mùi nhé. Ngày này với bạn tuổi Mùi, chính tài xuất hiện là cái dấu hiệu báo hiệu cho bạn có được một ngày tốt lành, gặp nhiều may mắn trên cái phương diện tiền bạc, tài lộc với mình. Rất có thể có những cái cố gắng của bạn tuổi Mùi từ trước tới giờ đã được cấp trên công nhận và quyết định tặng cho bạn một cái phần thực xứng đáng nữa rồi đó bạn tuổi Mùi nhé. Và ngày hôm nay với bạn tuổi Mùi, cái việc cầu tài, khai trương, ký kết hợp đồng, đầu tư thì có lợi thế hơn người. Tuy nhiên, với như bạn xuất hành đi xa thì bạn nên chọn hai cái hướng tốt, hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính bắc để tăng thêm cái vận may về tài lộc, về tiền bạc cho mình bạn tuổi Mùi nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, bạn đang gặp đào hoa dữ. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, bạn chú ý giữ khoảng cách. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, coi trọng gia đình. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, được cấp trên công nhận. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, bạn nhận được phần thưởng luận. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu ghi, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ 6 ngày mùng 2 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Dần Thân Tỵ Hợi. Cho nên với bạn tuổi Thân, bạn đang có cái điềm báo sẽ phải làm việc rất chi là vất vả và không có bất cứ ai có cái ý định giúp đỡ bạn cả đâu đó bạn tuổi Thân nhé. Và bạn tuổi Thân, bạn hãy suy nghĩ theo cái chiều hướng tích cực và coi đây là cái cơ hội để cho bạn rèn luyện bản thân mình. Về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Thân trong ngày thứ 6 này, cái chuyện tình cảm của bạn, bạn tuổi Thân cần phải chú ý đến cái nửa kia của mình, chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hay là cái việc tụ tập bạn bè bạn tuổi Thân nhé. Với bạn tuổi Thân, bạn hãy sớm thay đổi và đừng để đến khi tình cảm đôi bên nguội lạnh rồi mới hối hận không kịp đó bạn tuổi Thân nhé. Trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thân, không thích hợp để cho bạn xuất hành đi xa. Nếu như bắt buộc phải đi xa thì bạn mệnh nên đi về hai cái hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần
hướng chính bắc để tăng thêm cái vận may cho mình. Đây là cái hướng mang lại nhiều may mắn, giúp cho công việc của bạn thêm phần được thuận lợi bạn tuổi Thân nhé. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, làm việc vất vả. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, suy nghĩ tích cực. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, quan tâm đến nửa kia. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, vợ chồng lạnh nhạt. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, thích tụ tập bạn bè nhé. Vài đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 6, số 5, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dậu thứ 6, ngày mùng 2 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu, bạn đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh. Cho nên với bạn tuổi Dậu, bạn luôn rất nghiêm túc trong công việc. Chính vì vậy mà bạn mệnh tuổi Dậu đạt được những cái kết quả rất đáng khen ngợi nữa nhé. Bạn tuổi Dậu, bạn nhận được cái sự quý mến của mọi người và có thể được thăng chức trong nay mai nữa rồi. Và hôm nay với bạn tuổi Dậu cũng là một ngày thuận lợi cho cái việc học hành, thi cử. Chỉ cần bạn tuổi Dậu, bạn tự tin và có kiến thức vững vàng thì bạn mệnh sẽ có thể vượt qua được bất cứ cái cơ hội hóc búa nào. Tuy nhiên, bạn cũng không nên chủ quan để mắc những cái sai lầm đáng tiếc có thể xảy ra với mình bạn tuổi Dậu nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Dậu, bạn cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này làm cho bạn mệnh không nên giấu tất cả những cái suy nghĩ vào trong lòng như vậy. Tại sao không tâm sự với cái nửa kia của mình, đó là người thân thiết nhất với bạn. Và bạn tuổi Dậu, bạn đừng có nghĩ rằng người kia không hiểu mình mà khép lòng lại như vậy bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, nghiêm túc làm việc. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, thi cử thuận lợi. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, tự tin vào bản thân. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, không nên chủ quan. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, tình cảm rắc rối đó. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 9, số 6, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất thứ 6, ngày mùng 2 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất, bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cho nên với bạn tuổi Tuất đang có được những cái cơ hội phát tài ngay trong ngày hôm nay nhé. Và nhất là đối với những ai làm nghề phụ thì bạn mệnh đang có được những cái cơ may trúng thưởng. Nếu như bạn tham gia vào các hoạt động trò chơi may rủi, nhưng bạn không nên quá đắm chìm vào những cái hoạt động như thế này bạn tuổi Tuất nhé. Trong công việc, bạn tuổi Tuất trong ngày thứ 6 này cũng sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nếu như bạn biết khiêm tốn và lắng nghe cái sự góp ý của mọi người. Và bạn tuổi Tuất, bạn cũng đang quá coi trọng thể diện của bản thân mình nên không muốn cúi mình trước bất cứ ai cả, cho dù người ta đến với bạn bằng cái thái độ thiện chí đi chăng nữa nhé. Ngày này với bạn tuổi Tuất, bạn lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ, cho nên bản mệnh tuổi Tuất cũng dễ xảy ra cái sự tranh cãi nảy lửa với cái nửa kia của mình. Nếu như bạn tuổi Tuất, bạn biết đặt mình vào cái vị trí của người khác, có lẽ bạn đã không nói ra những cái lời làm tổn thương lòng tự trọng của người ấy như vậy đó bạn tuổi Tuất nhá. Về tử vi tuổi Giáp Tuất
thuộc hỏa có cơ hội phát tài. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ tranh cãi với nửa kia. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc tổn thương người khác. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim nên khiêm tốn hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy coi trọng sĩ diện. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 7, số 9. Giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, màu nâu, màu đỏ. Quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Hợi thứ 6 ngày mùng 2 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành nhị hợp phù trợ, cho nên với bạn tuổi Hợi rất được mọi người yêu mến trong ngày hôm nay nhé. Ai cũng muốn kết giao với bản mệnh tuổi Hợi trong ngày này, bởi bạn là người có tính tình hiền hòa và biết quan tâm nữa. Với bạn tuổi Hợi, bạn có thể sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay nữa nhé. Và bạn tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này, khi bắt tay vào bất kỳ cái công việc gì, bạn cũng luôn giữ được cái quan điểm nghiêm túc và chăm chỉ, mong muốn cái sự cố gắng của chính bản thân mình sẽ mang lại kết quả xứng đáng cho mình nữa. Ngày này, bạn tuổi Hợi, bạn cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Cái điều này làm cho cái mối quan hệ giữa bản mệnh tuổi Hợi với các thành viên trong gia đình vô cùng là hòa hợp. Hai người trò chuyện và tâm sự với nhau mọi điều trong cuộc sống, và mỗi khi có gặp khó khăn, bạn tin tưởng người đó luôn luôn ủng hộ mình nữa rồi bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa được nhiều người yêu mến. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ chăm chỉ làm việc. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc gia đình hòa hợp. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim nửa kia ủng hộ. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy biết quan tâm người khác. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.